Em xin chào các bác ạ. Hôm nay em sẽ tôi tiếp một cặp loa Bass JBL này. Đây là dòng loa Bass 4 số, 4 tấc. Hàng này hàng đồ số quý vị ha. Con này hát karaoke hay lắm. Hát karaoke nghe nhạc này hết ý rồi. Em sẽ khui ra, em thấy cái từ của nó rồi, rất là đẹp. Từ tương đối đốn là khá bự, khá là dày anh em này, rất là dày ha. Để em sẽ khui từng chiếc ra để cho anh em xem. Đó, sườn là sườn nhôm, sườn gang đúc mà, rất là bản, cái bản nó rất là to. Đấy, em sẽ bóc ra ha. Đấy, em sẽ lấy ra từ từ để cho các bác xem đây. Ồ, đẹp quá, màng rất là đẹp. Rồi, em sẽ để lên đây. Đây, để trên đây ha. Rồi, rất là đẹp. Rồi, thêm một chiếc nữa. Rồi, em sẽ cắt cái bọc của nó ra. Đây, những cái dòng này anh em mua về hát karaoke đi. Đảm bảo là không hay là không lấy tiền luôn. À, đánh rất là hay anh em ạ. Đánh cực kỳ hay đấy. Đây, có một cặp thôi. Đây, có một cặp thôi à. Đây, cặp này còn rất là mới, màng rất đẹp. Cái màng nó rất là đẹp nha. Em sẽ bóc ra. Ồ, từ nữa này, từ hết hồn luôn. Từ cực kỳ to trên cái từ đó. Đó, một cặp đây. Ồ, đẹp quá. Đó, em xem này, rất là đẹp ha. Đó. Đẹp ơi là đẹp luôn. Màng giống như màng và gân được tầm một lớp dầu. Còn về phần sườn loa. Sườn loa đây. Đó, dòng JBL ha, cái côn nó như vậy đó, chứ không phải nó bị làm lại đâu. Con bên đây cũng vậy này, đó. Nó hơi lem một chút keo trắng ra. Đó. Hơi lem một chút keo trắng này ha, thực chất là côn zin, đồ zin hết trơn nè. Rồi, em sẽ soi cái phần từ của nó đây. Đó, đây là phần từ này. Đó, anh em thấy không? Từ rất là đẹp. Xương là xương gang đúc ha, bản to này. Từ 190, con bên đây cũng vậy, cũng là một từ 190. Và côn là 75, côn bên trong này. Đó, đây là lớp keo zin anh em ha. Keo zin nó như vậy đó, chứ không phải là lo bị mất zin hoặc là lo bị làm lại côn hay là làm lại bất cứ cái gì đâu. Đó, đồ zin nó như vậy đó quý vị. Đó, anh em thấy không? Keo zin ha. Còn đây là nó có một cái tem. Tem của JBL này model là 2035 HPL 8 ohm. Còn đây là xuất series. Đó, con này của California USA. Từ 190, côn 75 ha. Đây là dòng xịn đồ 4 số. Con này về đem hát ngoài trời cũng được đó, hát ngoài trời hay là chơi trong nhà mà dùng đẩy với vang số hát này vô địch rồi ha. Con này cũng vậy nè. Đó, 2035, đây là dòng 4 số hàng xịn nòi của Mỹ xịn đây, California USA. Đó, bên đây cũng vậy đó, cái cổ côn keo nó đem như vậy anh em ha, chứ không phải nó bị mất zin đâu. Này, cặp loa này, tem JBL đồ xịn ha, đẹp quá, rất là đẹp. Và cặp này em cũng xin báo giá luôn là 7 triệu đồng nhé, 7 triệu đồng cho một cặp này. Đó, anh em vừa thay thế thùng nhà mình đi, thay thế dàn loa nhà mình này, hoặc là thay thế mình lên thùng, đó, lên bát chép lên thùng đánh riêng. Còn nếu như mà nguyên con của cái cặp loa này nó tầm khoảng trên 20 triệu. Đó, em xin nhắc lại ha, là trên 20 triệu cặp loa này là nguyên con, có nghĩa là cả thùng cả bát chép này nó lúa lại nguyên con đấy, là trên 20 triệu. Còn cặp loa này tắt ra bán rời không thì bên em cũng báo giá rồi là 7 triệu đồng ha cho một cặp loa này. Hát karaoke sướng lắm quý vị ơi, bởi vì dòng JBL mà nó đâu có cái nào dở đâu, đặc biệt là những dòng 4 số như thế này ha, rất là sướng luôn. Đó. Rồi, giá là 7 triệu đồng ha. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc. Đó, rất là đẹp. Này, em sẽ so lại cái mặt trước lần nữa. Này, rất là đẹp ha. Rồi, và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.